Như chúng tôi vừa thông tin thì những doanh nghiệp bị áp thuế theo phán quyết này đều là các thành viên của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP. Xung quanh quyết định áp thuế của Bộ Thương mại Mỹ, trong bản tin trên này chúng tôi có mời tới trường quay ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch VASEP để trao đổi thêm về vấn đề này. Thưa ông Nguyễn Hữu Dũng, trước hết là xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình. Ông có thể cho biết là chắc là tối ngày hôm qua thì ông cũng đã nhận được thông tin này rồi đúng không ạ? Vậy thì phản ứng của VASEP trước phán quyết này là như thế nào ạ? Như anh Trường Sơn vừa nói thì cái phán quyết này là nó không công bằng, và thực tế là nó đánh vào cái tôm nuôi mà được nhập khẩu vào Mỹ từ Việt Nam, trên cái nền là các cái người sản xuất tôm đánh bắt là kiện. Hai cái sản phẩm này được sản xuất theo những công nghệ hoàn toàn khác nhau, và do vậy mà mức thuế này mặc dù giảm nhưng nó vẫn không công bằng và nó ảnh hưởng rất lớn đến cái những người sản xuất tôm ở Việt Nam, trước hết là nông dân, doanh nghiệp và ngay cả những người tiêu dùng ở Mỹ. Cho nên thái độ của VASEP chúng tôi là tiếp tục phản đối cái kết luận không có công bằng này, và sẽ làm việc với luật sư của VASEP cũng như các cái cơ quan của Mỹ và Việt Nam để tiếp tục chống vụ này. Và với cái mức áp thuế này thì ông có thể cho biết là dự kiến xuất khẩu tôm của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, và ông có cái số liệu ước lượng cụ thể không ạ? Với mức thuế khoảng 4,5% cho tất cả các doanh nghiệp thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng. Và nhưng mà cái mức độ ảnh hưởng ấy, thì đối với thương mại thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Một cái điều ảnh hưởng chắc chắn là những người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho cái việc tiêu dùng tôm. Và chúng tôi sẽ có cái tính toán những cụ thể trong ngày đến để mà ước lượng cái sự thiệt hại. Nhưng tôi nghĩ là những người đi kiện sẽ không đạt được cái điều họ muốn, vì là những người tiêu dùng Mỹ vẫn phải mua tôm nhập khẩu chứ không thể khác. Như ông đã biết, Việt Nam và Mỹ đang tiến hành đàm phán thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP, và dự kiến là đàm phán sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Vậy thì khi vào TPP rồi thì giữa Việt Nam và Mỹ liệu có xảy ra những cái vụ kiện tương tự như thế này không ạ? Các cái hội nhập thương mại quốc tế thì nó là một cái tổng hợp giữa hai cái mặt, là mặt hợp tác và mặt cạnh tranh. Thì vào TPP rồi, thỏa thuận rồi, chúng ta vẫn không tránh được những vụ kiện kiểu như thế này, mà nó phụ thuộc vào cái chuyện là thái độ hợp tác và cạnh tranh có minh bạch, có sòng phẳng và có rõ ràng hay không. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời.